thông báo tuyển sinh chương trình quà tặng tri thức. Ban tổ chức chương trình quà tặng tri thức Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo, để tiếp tục thực hiện kế hoạch sản xuất chương trình quà tặng tri thức, ban tổ chức xin thông báo tuyển sinh như sau. 1. Đối tượng thí sinh là công dân Việt Nam có độ tuổi từ 18 đến 30. 2. Thời gian và địa điểm, thời gian phát và nhận hồ sơ đăng ký từ 8 giờ đến 16 giờ thứ Bảy ngày 29 tháng 9 năm 2007. Địa điểm sân vận động Hoa Lư, số 2 đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 3. Hình thức và điều kiện đăng ký. Cách thí sinh đến đăng ký mang theo một bản photo chứng minh nhân dân, một tấm hình cỡ 4x6cm, hình mới nhất trong vòng 6 tháng. Ban tổ chức phát hồ sơ đăng ký không hạn chế trong thời gian tuyển sinh. Ban tổ chức chương trình quà tặng tri thức. Thông báo của ban tổ chức cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2007. Ban tổ chức cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2007 thông báo. Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2007 để chọn các giọng ca triển vọng cho màn ảnh nhỏ và phong trào ca hát tại Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Cuộc thi năm nay, ngoài việc tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Thành phố còn kết hợp với các địa phương để tổ chức tại khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Tây Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên. Sau đây là điều lệ cuộc thi. 1. Các thí sinh nam nữ tuổi từ 16 đến 25 trong cả nước yêu thích ca hát đều có thể đăng ký dự thi. Tuổi dự thi tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2007. 2. Các thí sinh đã đoạt giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba hoặc đã hai lần vào chung kết xếp hạng của các cuộc thi tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trước đây đều không được tham gia cuộc thi lần này. 3. Các thí sinh đã vào chung kết cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2006 được miễn dự thi vòng sơ kết. 4. Các thí sinh dự thi vòng sơ kết hát một lời của bài hát đã đăng ký, vòng bán kết hát trọn vẹn một bài, các vòng chung kết hát hai bài đến ba bài. Vòng chung kết thí sinh không được hát một bài quá hai lần thi. Bài hát thí sinh chọn hát là những bài hát được ngành văn hóa thông tin cho phép lưu hành. 5. Các thí sinh đến dự thi ăn mặc đẹp, đứng đắn, có thái độ đúng mực trong việc ghi danh và tham dự các vòng thi. 6. Mỗi thí sinh đến ghi danh đem theo một tấm ảnh 3-4, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ cần thiết có dán ảnh để tính tuổi theo quy định và đóng lệ phí 10.000 đồng. Thời gian đăng ký từ ngày 20 tháng 9 năm 2007 đến ngày 28 tháng 9 năm 2007, buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30, kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật, tại sân vận động Hoa Lư, số 2 Đinh Tiên Hoàng, quận 1. Mọi chi tiết xin liên hệ ban tổ chức cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2007. Điện thoại 8292737, 8222517. Hoặc website htv.com.vn. Ban tổ chức cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2007. Thưa quý vị, chương trình truyền hình thứ 6 28 tháng 9 trên kênh 7 gồm có 5 giờ 5 phút trước phim phim truyền ý Lý lẽ con tim tập 10, 6 giờ phim hoạt hình phim bồ, 6 giờ 30 phút chào ngày mới, 7 giờ nghệ thuật và cuộc sống vẻ đẹp kệ sách, 7 giờ 15 phút di sản thế giới, 7 giờ 30 phút ca nhạc đẹp nhất tên người, 8 giờ tài tử cải lương quê chồng, 9 giờ đất nước mến yêu Tây Hoa, 9 giờ 20 phút trước phim phim truyện Việt Nam Hoa Tỉ Muội, 11 giờ giai điệu bốn phương, 12 giờ trước phim truyện Hồng Kông Tái sanh duyên tập 37 và 38, 13 giờ 45 phút thế giới đó đây những kho báu thiên nhiên của nước Nga, 14 giờ 10 phút thưởng thức gia đình, 14 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Singapore Tình yêu và số phận tập 10, 15 giờ 20 phút thế giới muôn loài tạp chí Thế giới muôn loài, 15 giờ 40 phút phóng sự tài liệu Có những ước mơ, 16 giờ những điều kỳ thú, 16 giờ 15 phút văn hóa ẩm thực Cơm ba miền, 16 giờ 30 phút chương trình Ra khơi, 17 giờ chiếu phim phim truyện Đài Loan Hạnh phúc bất ngờ tập 1 và 2, 18 giờ bản tin kinh tế, 18 giờ 15 phút chiếu phim phần tiếp theo, 19 giờ quà tặng tri thức,
19:30 phim hoạt hình Fisher Posey, 19:50 tình thế giới, 20:00 chúc mừng sinh nhật, 20:30 chương trình vượt lên chính mình, 21:00 ký sự tân đảo, 21:10 chiếu phim phim truyện Việt Nam Gọi giấc mơ về tập 32, 22:00 tin trong nước, 22:20 chiếu phim phim truyện Trung Quốc Nguyễn Linh Ngọc tập 1, 23:10 tin của ngày tin thế giới tin thể thao, 23:30 người chiến thắng.